với Hà thì Hà nghĩ rằng là Hà rất là biết ơn Nguyễn Minh Cường, bởi vì cũng là một trong những nhạc sĩ đã giúp cho cái kho tàng những bài hát của Hà được mọi người yêu mến được nhiều hơn. Và Hà có được cho mình rất là nhiều những khán giả trưởng thành sau ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Cường là một nhạc sĩ sáng tác có rất là nhiều các bài hát nổi, nhưng mà tôi cũng chưa có cái dịp nào để hát những bài hát của Cường cả. Thế thì khi mà Cường nhắn tin cho tôi và chúng tôi có một cái cuộc trò chuyện qua điện thoại, để với tư cách là, không phải tư cách là chị em hát bè với nhau nữa, mà là muốn mời chị hát một ca khúc của Cường, thì tôi có hỏi là ca khúc nào, và Cường có mời tôi hát bài Hoa Nở Không Màu. Cái điều mà chị ấn tượng ở Cường đó là em rất là cố gắng không ngừng, bao nhiêu cuộc thi em đã đi thi, bao nhiêu chuyện em đã làm, mà tới ngày hôm nay em lại thành danh với một người sáng tác mà lại có rất là nhiều bài hit. Và dĩ nhiên bài hát Cường chọn cho Hà cũng là một bài hát hay, vì hay Hà mới chọn nhận lời hát. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, chị mới biết em ấy sau này thôi, nhưng mà những bài hát của em ấy thì khi mà ra thời gian vừa qua, chị cũng nghe các bài hát về giới trẻ bây giờ, nhưng mà riêng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thì chị đã cảm nhận được những cái cảm xúc khá là chững chạc trong âm nhạc. Quen biết đến nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua rất nhiều hành vi về âm nhạc. Thật ra là bởi vì, trời ơi, làm sao mà không biết ông này được. Bởi vì là có quá nhiều những tác phẩm nói là để đời, mà cũng như là một người nhạc sĩ mà sở hữu cho mình rất là nhiều triệu triệu view ở trên YouTube với những cái bài hát mà rất là nổi tiếng luôn. Thì Quỳnh nghĩ rằng là không chỉ Quỳnh Anh, rất là nhiều khán giả đều là yêu thích những tác phẩm của Nguyễn Minh Cường. Trong dự án này thì không chỉ là một mình Quỳnh Anh, Cường cũng mời rất là nhiều những nhân vật quan trọng khác cùng tham gia. Và Cường biết được rằng là các khúc nào thì sẽ phù hợp với ai. Chính vì thế khi mà Quỳnh Anh nghe demo thì cũng cảm thấy là vào luôn. Và cũng tưởng tượng được luôn là mình sẽ hát như thế nào. Và chúng tôi đã thử sức, và bây giờ thì mọi người cùng đón chờ nghe thử xem là một cái bài hát rất là nổi tiếng rồi, thì với cái version từ ca sĩ Mỹ Linh thì và em Quân Phối Khí, cũng như là qua phòng thu của em Lê Thanh Tâm, thì nó sẽ có cái màu như thế nào. Và tôi cũng rất mong nhận được sự phản hồi của mọi người. Cảm xúc cái ca khúc mà Còn Thương khi mà Cường gửi qua, hình như Cường gửi qua đúng có một bài là đúng cái bài vô tâm trạng chị luôn ấy chứ. Thế mới đau vào ngay. Và tiếp theo sau đây cũng sẽ là một ca khúc mà Hà nghĩ là cũng sẽ cứ tin khán giả một chút xíu, bởi vì khi mà lần đầu tiên nghe bài hát này thì Hà cũng đã lại tiếp tục rất là ấn tượng. Tự nhiên khóc giữa con sóng phố người đông, nước mắt lặng rơi mỗi dòng cứ lòng lòng tiếc công cộng. Bao năm dựng xây mối tình ngự thành hình nhưng lại không, cái kết khiến ta đắng lòng. Người đau quá, nhớ một người quá đau, nỗi đau lạc mất nhau, sẽ chẳng có ai hiểu thấu. Dưới con phố trời đổ mưa, dưới con mưa khổ hai người, đứng quay bước ngược hướng nhau, rồi đường ai nấy đi. Mắt ngăn ngăn chặn khóe mi, muốn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Mơ duyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, có nỗi nhớ cuốn theo đôi bàn chân, đến con đường nơi ngã tư góc phố quen, phía bên kia trạm dừng
gió tôi tình nhân. Còn nhớ trái tim còn thương, còn đau trái tim còn yêu, còn say vẫn chưa muốn tìm chuyện tình đã hấp hối. Có người mơ mộng chôn tàng bồng, có người không lạ lùng ngồi khác bên dòng sông. Thì phần còn lại là phần đánh giá của khán giả. Còn Quỳnh cảm thấy rất là ưng ý với cái phần thu âm này của mình, cũng như là thấy là tác giả cũng như vậy, cho nên là Quỳnh nghĩ bài này chắc ok, trộm vía. Và tôi cũng xin gửi lời chúc đến nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, mong rằng là album này sẽ được đón nhận nồng nhiệt và cũng sẽ là cái động lực để nhạc sĩ có thêm nhiều ca khúc mới. Hà hy vọng là những bài hát của Cường đến với khán giả ngày một nhiều hơn, và nhất là các bạn trẻ, để mà cái nhạc Việt Nam của chúng ta được phổ biến nhiều hơn, rộng rãi hơn. À, xin chúc cho Nguyễn Minh Cường sẽ luôn luôn có dồi dào cảm xúc để viết nhiều hơn nữa những ca khúc tình lãng mạn cho tất cả khán giả. Cảm ơn Cường đã cho chị Ngọc hát ca khúc của em, được đồng hành với em trong album 10 năm lần này. Và chị Ngọc chúc cho em album lần này kỷ niệm 10 năm nó sẽ tỏa sáng, lúc nào cũng đứng đầu hết trong các hạng mục, các nền tảng âm nhạc nhé. Trong đó có chị đúng không ạ?